Người tuổi Rồng sẽ ra sao trong năm bản mệnh Giáp Thìn 2024? Khi năm 2024 đến gần, những người sinh năm Thìn có thể sẽ tò mò rằng điều gì sẽ đến với bản thân trong năm bản mệnh. Với việc phải chịu tác động của Thái Tuế, năm 2024 chắc chắn sẽ có những áp lực và khó khăn vô hình, tuy nhiên kèm theo đó cũng sẽ là không ít những cơ hội bứt phá. Theo tử vi khoa học, năng lượng của năm Rồng sẽ có tác dụng quyết định đến vận khí của người tuổi Thìn theo những cách khác nhau ở từng người. Nhưng điểm chung là đều sẽ thúc đẩy phẩm chất bẩm sinh của họ là lòng dũng cảm, sự tự tin và tính độc lập. Nhờ đó, những chú rồng sẽ cảm thấy được trao quyền để làm chủ cuộc sống của mình và nhiệt tình theo đuổi mục tiêu của mình. Tuy nhiên, năng lượng này cũng có thể mang theo những thách thức và trở ngại, chủ yếu dành cho những người thiếu quyết tâm, thiếu linh hoạt hoặc ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Những người tuổi Thìn theo từng mệnh mộc, hỏa, thổ, kim và thủy sẽ phải đối mặt với những thách thức và cơ hội riêng dựa trên yếu tố năm sinh của họ. Người tuổi Thìn mệnh mộc, sinh năm 1964 hoặc 2024 nên tập trung vào sự trưởng thành và phát triển cá nhân cũng như trau dồi sức mạnh bên trong và khả năng thích nghi của mình. Người tuổi Thìn mệnh hỏa, sinh năm 1952 hoặc 2012, có thể thấy năng lượng của năm Giáp Thìn 2024 là một thách thức với bản mệnh vì nó có thể xung đột với bản chất bốc đồng của họ. Năm 2024 là một năm để những chú rồng lửa rèn luyện tính kiên nhẫn và tính kỷ luật tự giác, đồng thời dồn năng lượng của mình vào những mục tiêu hiệu quả hơn thay vì những ảo tưởng xa xôi. Người tuổi Thìn mệnh thổ, sinh năm 1940 hoặc 2000, sẽ thấy rằng năng lượng của Giáp Thìn 2024 bổ sung cho bản chất ổn định và vững chắc của bản thân. Năm 2024 là năm để rồng đất phát huy thế mạnh của mình và kiên định theo đuổi mục tiêu của bản thân. Người tuổi Thìn mệnh kim, sinh năm 1976, có thể thấy rằng năng lượng của năm 2024 khuyến khích bạn phát triển sức sáng tạo và giàu trí tưởng tượng của bản thân. Rồng kim sẽ khám phá ra những ý tưởng mới và chấp nhận rủi ro để phát triển sự nghiệp cá nhân. Người tuổi Thìn mệnh thủy, sinh năm 1952 hoặc 2012, sẽ bị choáng ngợp vì Giáp Thìn 2024 mang tới cho bạn nhiều cơ hội để phát huy trực giác của mình. Bản mệnh phải thực hành việc tự chăm sóc bản thân và cân bằng thế giới nội tâm với những nhu cầu bên ngoài.